Ủa mà sao có bán chỗ nữa hả? Đâu có, chưa có dọn sao. Hello các bạn, anh Thư đã quay trở lại đây. Và hôm nay anh Thư sẽ làm một video về điều gì nhỉ? Anh Thư muốn share với các bạn. Không biết là ở dưới tầng trệt nhà của anh Thư đang có cái chuyện gì mà hôm nay anh Thư nghe khoan tường đục lỗ rất là nhiều. Bây giờ các bạn hãy cùng anh Thư đi xuống dưới khám phá xem điều gì mới mà anh Thư nãy giờ cứ nghe rầm rầm ở trong phòng của mình nha. Let's go. How much longer will it take to cure this? Just to cure it cause I can't ignore it if it's love. Makes me wanna turn around and face me but I don't know nothing about love. Come on, come on, turn a little faster. Come on, come on, the world will follow after. Come on, come on, settle down inside my love. Ooh. Wow, các bạn coi nè, không biết là cái gì mà sao mà lại hoành tráng lại như thế này. Khi mà anh Thư xuống thì anh Thư đã phát hiện. Và ở đây các bạn có thấy ai không ạ? Một nhân vật khá là quen thuộc. Tại sao lại xấu tính thế kia? Hello Hiên Thư. À Hiên Thư. Sao lại làm như vậy? Hiên Thư có gì mới à, giới thiệu các bạn đi nè. Wow, hoành tráng lệ quá nha. Mới có bao nhiêu tuổi nha? 11 tuổi mà đã là một bà chủ của một cái tiệm Swissy và Slam. Đâu anh Thư coi coi, các bạn hãy coi. Đây là gì? Đây là gì ta? Ở trên đây là để những cái gì anh Thư? Gì mà hàng hóa gì bán mỗi thứ có chút xíu vậy? Cơm cái này là gì? Cơm luôn. Còn đây là nail. Nail đâu? Nail là cái gì? Nail là cái này. Thiệt luôn á các bạn, Thư không có rành mấy cái này luôn á. Từ lúc mà Thiên Thư bán Swissy Slam cho tới giờ anh Thư mới xuống anh Thư nghiên cứu. Tại hôm nay là nghe tiếng khoan nhà dữ dội quá cho nên là anh Thư phải xuống khám phá xem đây có gì. À, nói chung là... Ủa mà sao có bán chỗ nữa hả? Đâu có, chưa có dọn sao. Rồi bây giờ bà chủ giới thiệu sơ lược về những cái ô tủ bà chủ sẽ để những thứ gì. Rồi bây giờ cái ô tủ trắng này trước đi. Rồi ừ, giới thiệu trước đi. Bên đây là Thư sẽ để Slam. À Slam hả? Yes. Đâu Slam các loại sao mà để thập cẩm không có cái nào ra cái nào vậy? À trên đây là chưa xong. Trên đây hay sắp xếp có vẻ là đàng hoàng nè. Cái này là mẹ của Thư xếp nè. Cái này là Slam mày tên gì đây? Slam này tên là quên rồi. Cái gì thấy có vỏ sò vỏ nghêu này Slam đúng biển rồi. Hả? Đại dương. Trời. Phát sáng. Các bạn sao mà cái này có thể gọi là đại dương phát sáng các bạn? Anh Thư nghĩ tại đi. Cái này là Slam dạ quang mà. Dạ quang hả? Anh Thư thấy nếu mà đại dương phải là cái màu xanh nước biển chứ sao mà màu xanh lá thì... cây. Bà chủ đặt tên nhảm quá, bà Nhung đặt hay là bà Thiên Thư đặt đây? Bà Thiên Thư đặt. Trời đất hèn chi thiệt. Còn cái này là cái gì? Này là cái gì? Đây là Slam Island Starbucks. Ê, Starbucks hả? Sao không thấy hình cà phê Starbucks ở đây? Ở trong đây. Nhưng mà cái loại này hết tram rồi. À mấy bạn thích cái Slam này quá. Rồi ok. Rồi dưới đây là cái gì đây? Ở dưới đây toàn là mấy cái Slam chưa có sắp xếp không ạ? À để anh Thư coi anh Thư ấn tượng cái Slam nào nhất nha. Anh Thư thấy là mấy cái cục này có vẻ là dễ thương nè. Đây cái này là Slam gì Hiên Thư? Slam bơm bơm mấy chị em Thư. Slam bơm bơm, sao là bơm bơm? Nó có chiếc bơm trong chổng hả? Slam này có tên là Syria Rainbow. Tại vì mấy cái hạt bơm bơm này Thư thấy là các bạn rất là thích nên là Thư làm cho các bạn. Cái gì? Tại vì anh Thư thấy không có liên quan gì hết. Tự nhiên mấy bạn thích làm cho mấy bạn. Anh Thư hỏi là tại sao gọi là đặt tên là bơm bơm. Anh Thư hỏi là có chiếc bơm nó hay sao? Không phải. Tại vì nó là tên là bơm. Ồ tự nhiên tên bơm vậy hả? Ờ tên bơm. Bà chủ đặt tên ngộ quá. Không phải. Cái bơm bơm này tại vì nó hot ở bên Mỹ rồi. Rồi ok rồi. Để anh Thư coi cái đây cũng là Slam hả Thiên Thư? Ở dưới đây cũng là Slam luôn. À có foam Slam nè. Rồi Cloud Slam nè. Rồi Basic Slam nè. Rồi hết rồi. À cho anh Hữu mượn về chơi ha. Cho anh mượn hũ hồng này đẹp nè. Cho này cho nha. Cho nha bà chủ. Mini. Trả lại. Ghét. Rồi
giới thiệu tiếp đi. Qua bên đây là Thiên Thư sẽ định để qua bên đây là sẽ để squishy. Squishy à? Squishy. Ôi, có cái bánh donut ngon quá, có bánh bánh hả? Anh Thư ăn bánh này nha. Anh Thư ăn đi. Trời ơi, hấp dẫn quá, bán bánh kem luôn. Nhưng mà chưa có trang trí xong cái tủ này. Các bạn ơi, bạn nào có nhu cầu mua bánh kem sinh nhật thì cứ tới đây này, có bình sữa em bé nè. Bạn nào có em đồ này nọ thì mua bình sữa về cho em bé uống sữa nha. Uống xong nhập viện. Ok, rồi Thiên Thư giới thiệu tiếp thôi. Bên đây Thiên Thư sẽ định để cái gì đây? Bên đó thì Thiên Thư sẽ để charm. Nè, đây là cái charm mà Thiên Thư đang định để. Charm ở trên đây thì chưa có để charm đúng không? Này, để cái charm là cái này đúng không? Ở dưới đây nè, tại vì Thiên Thư đang sắp xếp các loại charm để vô. Đây là charm đúng không? Đây là charm nè. Đây là charm thỏ. À, thỏ hả? Yes. Thỏ hả? Yes. Thỏ bảy màu. À, cái này là dâu rồi đúng không? Cái đó là dâu đỏ, đúng rồi, nho đỏ, nho đỏ. Sao mà cái máy nó không có zoom được vậy ta? Máy này mua xong dởm quá, chắc bán tiếp. Rồi, dưới đây là trống hết, chưa có gì hết. Ở dưới đây là shop. Còn ở trên đây là shop shop Galaxy. Galaxy à? Đây là cái này là cái gì đây? Shop Li Ti à? Shop Li Ti, đây là Shop Li Ti. Anh Thư nếu anh Thư mua, anh Thư sẽ mua màu hồng. Màu hồng mà để vô slime thì nó rất là đẹp. Trời ơi, chưa thấy hồi nào mà chị anh Thư bánh bèo vậy luôn á. Rồi dưới đây là mấy cái gì tự nhiên bán hàng mà để dưới đất vậy luôn á hả? Đâu có, đang sắp xếp trang này. Trời bán rổ luôn mấy bạn ơi, bán rổ đâu luôn có. Thùng cạc tông, tờ lưa, hộp dưa. Đâu mấy cái này là cái gì đây? Đây là trang. Trang hả? À, Thiên Thư đang ngồi bỏ bịch đúng không? Không phải, Thiên Thư đang ngồi để mà tram vô mấy cái rổ này nè. À, để tram vô mấy cái rổ, công nhận siêng năng quá. Bà chủ làm ăn siêng năng ghê, mặc đồ bộ ở nhà rất là bình dân. Rồi, bên kia là gì đây? Bên đây là lotion và setting cream. Ủa, lotion để làm gì? Lotion dưỡng da hả? Làm đẹp luôn. Bạn nào có nhu cầu làm đẹp da thì hãy đến không đây có. Trời ơi, trắng da whitening kìa. Whitening. Không phải, lotion này là lotion của Thái Lan. Với lại các bạn để vô slime thì nó rất là nhẹ và nó rất là mềm slime. Vậy á hả? Ủa mà nếu mà được thì lấy cái đó xài cho da mình cũng được đúng không? Chị anh Thư xài nữa đi. Rồi cái này là gì? Còn đây là setting cream. Hả? Cái gì? Setting cream. Có nghĩa là cái gì? Là cái kem cạo râu luôn. Trời ơi, bán đồ cho nam luôn mấy bạn ơi. Bạn nào có nhu cầu cạo râu thì hãy đến sân lộn. Cái shaving cream này để vô slime, để cho nó phốt vô slime đó các bạn. À, dễ thương cùi bắp quá. Rồi, tiếp theo là gì đây? Hả? Cái bên là bán không hả? Ai không? Ai mua rổ thì... Không, cái bên á thì sẽ bán cái gì ta? Không biết nữa. Để sắp xếp xong rồi sẽ chưng lên cho các bạn xem. Rồi, tiếp tục. Dưới đây là gì? Giới thiệu luôn. Cũng là cơm luôn. Cơm à? Yes. Cơm gì? Cầm thử lên bịch chơi. Đây là cơm phô mai. À, phô mai. Rồi, ok. Còn ở dưới đây là nhũ này các bạn. Rất là nhiều màu. Bên đây nhũ nhiều màu. Còn bên đây cũng có nhũ luôn. Bên đây là nhũ gold nè. Đây là nhất. Bên đây là những đồ tạo màu. Tạo màu hả? Yes. Thì ví dụ như mình làm slime trắng, mình có thể để màu vào. Đâu? Đây màu nè, màu nước. Màu này có thể để cho Cái này đem về kho thịt được không? Được. Không phải. Để vô rau câu để làm. À, vậy á hả? Nè, wow. Thiên Thư có thể bán có cho các bạn lộn. có bán nguyên lốc này luôn. À, bán lốc vậy nhiêu vậy bạn ơi? Không biết. Trời đất ơi, bạn bán bạn không biết giá vậy. Tôi đề nghị là từ đây là để mấy cái rổ trên rổ là có giá hết nha, dễ mua hơn nha bạn. Rồi, dưới kia là gì? Là đất sét. Đất sét này cũng là để tạo màu luôn. Các bạn để làm slime trắng xong các bạn để vô là nó rất là dạng như là Santa. Nó phết được á. Sao quên mất tiêu rồi. Lên màu á hả? Ừ, ví dụ màu trắng xong, ví dụ chị ba bỏ màu tím vào thì nó sẽ ra màu tím á. À rồi, ok. Rồi còn gì nữa không? Đây còn gì không? Đất sét giấy. Đất sét giấy đâu lấy ra thử coi cái đó là cái gì? Sao giờ giới trẻ vừa đồ chơi mới tôi không biết, lạ quá. Đất sét giấy này nè là cái gì, mở ra được không? Ôi, người ta bán
đấy. Kỳ vậy. Rồi tiếp tục, coi dưới đây là cái gì? Ở dưới đây là kim tuyến. Đây là kim tuyến hạt nhuyễn. Còn đây là kim tuyến những cái hình. Còn đây là kim tuyến lá. Đây, công của Thiên Thư với chị Anh Thư ngồi xếp cái này nè. Gì hồi nào vậy? Trời, chị Anh Thư không nhớ luôn. Có hay là sao tôi rảnh dữ vậy? Không ngờ luôn. Không ngờ. Còn đây là cái gì đây? Còn đây là kim tuyến hạt to. Còn bên kia, phía bên kia là bỗng ngô với lại đây là những cái mút, đúng rồi, mà mút này là dạng cứng rồi. Còn có một cái jelly cup nữa. Thư chưa có. Thôi được rồi, thôi tự nhiên được cái quảng cáo tới luôn rồi. Lớn mấy bạn. Tự nhiên thấy người ta cầm máy xuống, người ta tò mò có cái gì mà khoan nhàn, người ta ồn ào xuống nó coi chút xíu, quảng cáo quá trời luôn. Quá đáng. Ngộ. Gì vậy? Ai kìa các bạn ơi, ai kìa? Ai? Các bạn ơi. Người nào kìa? Hả? Sống gì? Chưa. Đang quay anh hai nè. Đây là anh Phong Râu. Còn ở dưới kia là ai? Đích tin. Hello, Đích Tin không mặc quần, quê sệ. Quần mà. Quần ba này. Quần gái nè. Ghê quá đi. Quần đó quần nam mà. Rồi. Cô Út này nói nhiều quá, bà chủ nói nhiều quá, bà chủ thấy người ta cầm máy, bà chủ nói quá, nói luôn. Thì quay cái logo ra đi. Trời ơi. Không phải chủ. Công nhận lợi dụng ghê luôn á, lợi dụng quá các bạn ơi. Kêu quay cái logo này nè các bạn. Ai biểu quay thì phải kêu quay tới luôn. Đó, không phải em. Rồi không thấy được rồi, cái máy này giỡn không thấy được, thôi bán tiếp. Rồi, các bạn, đây là logo của Nhung Thư Shop nha, Slam Wishy. Để có thể mua tất cả các loại Slam và Wishy, các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0938 566 022. Rồi, quá trời tim luôn. Nhung Thư lớp du. Các bạn ơi, ở trên bàn này thì anh Thư không biết là có dùng cái bàn này để mà bán không. No. Thì anh Thư thấy xong mà nó tùm lum quá trời. Đây. Yeah. Nên là anh Thư, ủa mà mục đích mà làm kệ này kia để làm cái gì? Bán chứ làm gì? Là mời mấy bạn tới mua đúng không? No. Ngồi khép chân lại nói chuyện nè. Mở shop bán. À, mở shop bán rồi các bạn ơi. Chưa có mở các bạn ơi. Chưa có mở thôi. Vậy thì mấy bạn chưa đừng có tới nha, bạn chưa mở bạn đừng có tới nha. Đừng tới là mất công vô đạp chỗ nè, thấy chưa? Dơ lắm nè. Bà chủ rồi làm cái dọn nè. Dơ quá thì dơ. Hỏi bà chủ Nhung. Đi mà bụi mà chân trời ơi, chân anh Thư nè. Bởi để sẵn cái chỗ luôn. Để làm cái chỗ luôn. Đây là ban tới nha mấy bạn. Khi nào mà bà chủ dọn sạch sẽ hãy tới nha. Các bạn tới thì các bạn không sao hết trơn á. Dơ vậy thôi chứ dơ không sao đâu. À, coi mà chủ sẽ để cái quạt nè, để cái quạt rất là hay luôn. Trời, để một cái bàn. Cái này là mẹ của Thư để quạt, chứ quẩy Thư để quạt. Rồi, ok thì chị Thư có xuống đây chị Thư mua không? Sao chị Thư nói nhiều quá. Thì giờ mấy bạn coi tình hình á, là cái phòng khách nhà anh Thư nó biến thành như thế này rồi. Bây giờ anh Thư xuống thì anh Thư với các bạn cũng đã khám phá ra được tại sao mà hôm nay anh Thư ngủ mà nghe tiếng khoan tường rồi cái tiếng dọn dẹp bùm 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 ngủ không được. Xuống đây thì ra là có cả cái đống này. Ok, cho nên là rất là vui, cũng rất là vui khi mà thấy bạn Thiên Thư, em gái của mình mới có bao nhiêu tuổi quên nữa rồi. 18 tuổi. Mới 18 tuổi à. Bao nhiêu tuổi nói lại đi, 18 tuổi bị lùng mà. Nói lại nhiêu tuổi? 11 tuổi mà đã trở thành một bà chủ shop thì thật ra không chỉ có một mình Thiên Thư đâu, là làm sao mà Thiên Thư là một đúng mình rồi, được. Đúng rồi. Đó chính là có sự giúp đỡ, ông cũng có sự cộng tác của chị Nhung nữa, thì chị Nhung và Thiên Thư đã cùng nhau chị mở Nhung cái shop này. Chị Nhung và mẹ của Thư nữa. À, mẹ của anh Thư, mẹ của Thiên Thư nữa. Người ta đang quay clip mà Tít Ti nói hoài. Nói hoài luôn. Nên là ok các bạn ơi, sắp tới mà Thiên Thư khi mà đã làm xong cái shop này rồi thì các bạn hãy đến ủng hộ với tụi mình và có thể đến mua đồ, sau đó sẽ chụp hình với tụi mình nha. Cái gì vậy chị nha? Muốn vô
á, nếu mà muốn ủng hộ, em muốn mọi người ủng hộ em thì chị ba phải ủng hộ em trước đã rồi mọi người mới ủng hộ. Không có, tôi vô tôi lấy luôn, tôi ủng hộ gì. Cái bạn tối mà mọi người đi ngủ hết rồi, anh hơi xuống hơi lũm, mọi người hơi lũm một hộp. Các bạn đồng ý không? Không. Anh Thư lụm hoặc nhiều sau đó em muốn anh Thư mở một cái off fan, anh Thư tặng hết mấy cái đó cho mấy bạn luôn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share và subscribe nếu các bạn thích video này nha. Song Thư love you. Love you girl. That's ten. Bye. Get down, down, down. Girl, I wanna get down. Pull up.